Chào bạn, rất vui được gặp lại các bạn video ngày hôm nay. Video hôm nay thì mình sẽ mang đến các bạn một video chia sẻ về cách chúng ta có thể là đấu dây cũng như là sử dụng cái bộ điều chỉnh tốc độ của WFP cũng như là các bạn có thể áp dụng cho những cái bộ điều chỉnh khác. Hôm nay mình có mời chị Ngân đến đây. Chị Ngân là nhân viên kinh doanh bên mình, tuy nhiên thì cái đầu dây này thì chưa được hướng dẫn cũng như là sử dụng một lần nào, thì hôm nay mình mời chị Ngân đến đây để thao tác cho bạn cũng như là giúp các bạn thấy được rằng cái việc sử dụng và đấu dây cái bộ điều chỉnh này thì nó rất là đơn giản thôi, nó không hề phức tạp. Và một bạn nữ như chị Ngân chưa được hướng dẫn sử dụng một lần nào thì sẽ thao tác ra sao và như thế nào, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn chị Ngân từng thao tác một để các bạn dễ hiểu hơn. Đầu tiên thì để có thể là sử dụng bộ điều chỉnh tốc độ thì chúng ta cần những cái dụng cụ. Đầu tiên chắc là cần nguồn rồi, thì các bạn ở trong nhà máy hoặc là trong văn phòng bạn thì cần có một cái dây nguồn như này. Tiếp theo đó là cái phần dây giắc cắm để chúng ta kết nối giữa phần nguồn và cái phần bộ điều chỉnh tốc độ đó. Tiếp theo cái dụng cụ cực kỳ thiết đó là một cái ốc vít. Các bạn lưu ý là với cái dòng bộ điều chỉnh tốc độ này thì cái ốc vít bốn cạnh của nó là ốc vít khá là nhỏ, cho nên là các bạn không nên dùng cái ốc vít quá lớn, khi như bạn nó sẽ bị chảy ốc hoặc là bị tuét ốc hoặc là thậm chí nó không sử dụng được, thì chúng ta nên sử dụng cái tô vít nhỏ như này nó sẽ phù hợp. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từng cái thao tác một. Đầu tiên chị Ngân sẽ thấy được motor và cái bộ điều chỉnh tốc độ này nó sẽ có hai giắc đây, đó nó sẽ bao gồm này một giắc dương và một giắc âm ở motor, hay là còn gọi là này giắc đực và bên này giắc cái, thì nó có cái hướng dẫn sử dụng như này đúng không? Đó, nó có hai cái đấy, các bạn sẽ thấy được nó có cái chiều cắm rất là rõ ràng. Khi các bạn cắm ngược này thì nó sai đúng không? Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái chiều như này. Đó, chúng ta sẽ cắm như này rất đơn giản, và các bạn lưu ý là cắm chắc. Đó, cắm đúng. Đó, cắm đúng, cắm thật chắc vào đây. Đây, mình dùng đây. Đó, thì cắm các bạn thì nó khít và chắc như này. Thì đây là cái thao tác đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ xin gần cái cầm một chỉnh lên. Mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ đọc qua những vài cái thông số mà các bạn sẽ thấy được ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy đây là phần FG, đó là phần nối đất. Khi mà sử dụng động cơ điều chỉnh tốc độ, các bạn bắt buộc phải nối đất để đảm bảo an toàn, tránh hiện tượng dò điện cũng như là trong quá trình sử dụng và điều chỉnh tốc độ này. Tiếp theo hai phần AC, đó là phần dây nguồn cấp vào đó, và ba cái dây trên cùng nó sẽ bao gồm chân com, chân CV kép và chân CV kép để chúng ta có thể đảo chiều cái phần tốc độ. Thì đây là cũng có hướng dẫn ở đây rồi. Đó, thì bây giờ đầu tiên thì để cái bộ điều chỉnh hoạt động chúng ta cần cấp nguồn vào, thì chị Ngân sẽ làm thao tác, đó là chúng ta sẽ xoáy hai cái ốc hoặc là tháo nới lại hai cái ốc ở vị trí cấp nguồn vào. Khi chị Ngân sẽ thấy được này, nó thấy được khoảng hở ra đó đúng không, thì chúng ta đừng xoáy hết ra đúng không, chúng ta chỉ xoáy vừa phải để thấy khoảng hở thôi. Tiếp theo thì mình sẽ đưa cái phần dây nguồn vào đó, thì chị sẽ dùng một cái ngón để chúng ta, ngón tay để chúng ta giữ ở đấy để cái dây không tuột ra ngoài, đúng không? Mình sẽ sử dụng một cái ngón cái hoặc một cái ngón bất kỳ của bạn thuận. Đấy, chúng ta sẽ giữ ở đây, sau đó để cho dây không bị tuột ra ngoài để trong quá trình chúng ta siết. Đó, chúng ta chỉ lưu ý là sẽ siết thật chặt, các bạn lưu ý sẽ siết chặt để đảm bảo cái dây không bị tuột ra ngoài trong quá trình hoạt động, hoặc các bạn chẳng may đá vào cái dây, hoặc là chẳng may cái dây nó căng quá nó tuột ra. Đấy. Đến dây nguồn tiếp theo cũng là một cái thao tác tôi bạn lưu ý là chúng ta đừng xoáy cái ốc nó quá ra, quá ra lúc nó rơi ra ngoài thì ở trong xưởng rất là khó tìm đó, bởi vì cái ốc này khá là nhỏ. Tiếp theo mình sẽ đó, đúng không, mình sẽ lấy một ngón tay mình giữ vào đây để cho cái dây không bị bung ra ngoài, đúng không? Đó, đấy chị xoay sơ hướng để mọi người nhìn thấy. Đấy, các bạn sẽ thấy được bên hai cái dây nguồn sẽ đấu bằng hai phần AC rất đơn giản thôi. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu cấp nguồn vào đấy. Rồi. Hiện tại cái bộ điều chỉnh thức bật, bây giờ chị sẽ bật công tắc lên đó. Các bạn sẽ thấy là khi bật công tắc thì cái đèn nó sẽ báo màu xanh, còn khi ngắt nó sẽ báo màu đỏ đó. Và đây là cái núm điều chỉnh tốc độ. Cái núm điều chỉnh tốc độ thì chị biết rồi đúng không, để tăng giảm tốc độ cho motor đó, các bạn sẽ thấy đây. Nhưng mà tuy nhiên thì với cái dòng motor điều chỉnh tốc độ đó, bộ điều chỉnh tốc độ này thì nó sử dụng cái cơ chế đó là tăng giảm điện áp. Vì vậy các bạn lưu ý là chúng ta không giảm quá, khi đó động cơ sẽ bị nóng cũng như là bị yếu đi trong quá trình hoạt động. Vậy chúng ta nên chỉnh từ khoảng 50% trở lên để cho đảm bảo cái công suất của nó cũng như hoạt động của nó tốt nhất. Đó vừa rồi là cái thao tác để chúng ta có thể là đấu dây và
điều chỉnh tốc độ của dòng motor, cái bộ điều chỉnh tốc độ của benzin này. Có đã đi nhiều khách hỏi chị là động cơ mình có điểm vào chưa đó? À, một câu hỏi khá hay mà mình cũng thấy khá là nhiều khách hàng hỏi, đó là khi sử dụng motor mini này thì chúng ta có thể điều chỉnh có thể đạt chiều cái chiều quay được không? Thì câu trả lời đó là có. Các bạn chị bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái thao tác để chúng ta có thể là đảo chiều lại cái tốc độ. Rồi chị giúp ta giúp em. Các bạn sẽ thấy ở phía sau này, như ban đầu mình đã nói, hiện tại với cái chiều quay ban đầu thì chúng ta sẽ có đó là chân con nối với chân CCV, các bạn sẽ thấy được chân con nối với chân CCV. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc làm một thao tác đơn giản là chúng ta chuyển từ chân CCV sang chân CV đó. Thì chúng ta tiếp tục lấy lỏng phần ốc ra đó. Rồi chúng ta sẽ rút ra, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển từ chân CCV lên chân CV, tiếp tục sẽ chúng ta sẽ sử dụng một ngón tay để chúng ta giữ lại đó, để cho cái dây nó sẽ không bị bung ra ngoài trong quá trình mà chúng ta xoáy ốc vào. Rồi chị Ngân sẽ hướng về để cho mọi người nhìn thấy. Bây giờ hiện tại chân con đang nối với chân CV thì động cơ nó sẽ quay ngược chiều lại so với ban đầu. Đó. Rồi giờ chị cấp một giúp em. Rồi chị bật công tắc đây. Các bạn sẽ thấy được hiện tại nó đang quay theo ngược kim đồng hồ. Nãy thì cái trục quay nó sẽ quay theo chiều phải kim đồng hồ và bây giờ nó đã quay ngược lại so với cái chiều kim đồng hồ rồi. Vừa rồi mình và chị Ngân đã thao tác cũng như hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể đấu dây cũng như là đảo chiều cái bộ điều chỉnh tốc độ này một cách rất đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu như bạn không thao tác được hoặc các bạn thắc mắc gì, các bạn hãy liên hệ ngay hotline để mắc để được hỗ trợ một cách nhanh nhất và tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.